Xin chào các sát. Hôm nay em đến đây là em mang theo 3 dự án để kêu gọi đầu tư. Đây là những dự án hết sức táo bạo. Mô hình đầu tiên em xin được chia sẻ với các sát, đó chính là mô hình thay buji di động. Các sát biết đấy, thị trường tiềm năng ở đây chắc chắn là thành phố Hồ Chí Minh rồi. Cùng với chiều cường, cứ mưa lớn là ngập phố. Mà ngập phố là hàng đoàn xe chết máy dắt díu nhau. Đó là một nguồn cầu quá lớn. Và em với vị thế là người thay buji nhanh nhất Việt Nam, nhanh nhất Việt Nam, em sẽ có dịch vụ thay buji di động. Dễ thế, nói dễ thế. Bạn có mấy ý tưởng, bạn không có tiền. Là giả sử như chúng tôi bỏ tiền ra cho bạn để bạn đầu tư. Bạn có cái gì, công thức, bạn có ý tưởng, bạn có một cái tài năng siêu việt. Ai nhìn thấy cũng phải biết là nó rất ngon, là nó là của bạn, trừ tôi. Các sát không thích ý tưởng đấy à? Không sao, em xin được đến với ý tưởng thứ hai ngay sau đây. Đây là một ý tưởng mà liên quan đến những trang thiết bị y tế, đặc biệt là tại những phòng cấp cứu. Trước thực tế là các y bác sĩ vừa phải khám bệnh, vừa phải né, phải đỡ đòn của người nhà bệnh nhân, thì em nghĩ có một sản phẩm không thể thiếu được tại các phòng cấp cứu, đó chính là những chiếc áo giáp dành cho các y bác sĩ. Em xin kêu gọi 5 tỷ đồng cho 25% cổ phần. Như chị đang bị sốt. Các sát vẫn không ưng, không thích. Em xin một cơ hội cuối cùng nữa. Cái mô hình thứ ba mà chắc chắn là các sát chưa thấy ở đâu, nó quá là độc đáo và táo bạo. Trước khi đến với mô hình này, mời các sát nghe một đoạn chia sẻ sau đây. Ngày nay có một cái thực trạng sự thật, đó chính là tất cả những cái video mà chê nó sẽ nhiều view hơn tất cả những cái video mà khen. Đó là thực tế, thưa các sát. Và ý tưởng của em là gì trước cái thực tế này? Em sẽ lập một ekip đi chê để kiếm like, tạo phốt để các thương hiệu nổi như cồn. Các sát phải tin em. Em có một công thức chê riêng, một công thức chỉ em mới có, em mới có thể tạo ra cái công thức đó. Và với công thức này em đã từng kiếm 1 tỷ một tháng nhờ việc đi chê. Thu nhập 1 tỷ một tháng mà lên gọi 5 tỷ làm gì? Không biết mình nói gì, tiếng Việt thế nào mà rất là confident, quá confident. Để xem sao đây. And I would find it very hard to work together. It's a little bit like Sơn Tùng, and he has a song. Chúng ta không thuộc về nhau. Không nghe em thì là không bao giờ ta sẽ có được một cái. Cho anh xin một phút nữa thôi. Có 102, các sát phải nghe em. Em chê là không bao giờ vuốt mặt kịp luôn. Cho anh xin một phút nữa thôi, em thuyết phục các sát là nghe em.